Chị Rampon vẫn ổn chứ? Cho tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải dính vào những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Chị không cần phải xin lỗi tôi đâu. Chị không có lỗi, mà người gây ra lỗi là anh ta. Cảm ơn Acha rất nhiều vì đã thông cảm và bảo vệ cho tôi. Cậu đúng là người tốt. Tôi không phải là người tốt như chị nghĩ đâu. Nếu như là người khác thì họ cũng làm như tôi thôi. Không phải đâu. Cậu có thấy Masashi với nhóm sinh viên đứng gần đó không? Không một ai trong bọn họ bước lên bảo vệ tôi, mặc dù bọn họ đều biết tôi đã lâu. Thậm chí một số người tôi không lấy tiền nhà vì thấy họ khó khăn, nhưng đến khi tôi gặp chuyện thì lại không thấy ai giúp đỡ. Như vậy cũng tốt mà, không phải sao? Nó giúp được chị Rampon thấy được bản chất của họ. Mẹ tôi từng nói là nếu muốn biết ai đó có yêu mình thật lòng hay không thì hãy đợi xem lúc mình đau khổ. Nếu như họ thật sự yêu mình, mỗi khi mình buồn, họ sẽ buồn cùng mình. Nhưng nếu họ đã không yêu mình rồi, họ sẽ vẫn thấy vui trong khi mình đang đau khổ. Chị đừng quan tâm đến bọn người như họ làm gì. Tôi thấy cậu nói đúng lắm. Vậy chị Rampon cũng đừng để tâm đến những lời nói của anh Sadom, cũng như đừng quan tâm đến ánh mắt của đám người đó nữa. Ngoài những lời dạy của mẹ tôi ra, cuộc đời còn dạy tôi biết được rằng lời nói và ánh mắt của những người khác không thể giúp tôi kiếm cơm no được. Anh Sadom à, anh đi đâu mất mấy ngày nay vậy? Em nhớ anh lắm có biết hay không? Thiếu anh, ăn không được, ngủ cũng không ngon, còn bị sụt cân nữa đó. Ăn không được mà uống hết một chai rượu thì được sao? Trời, đàn bà suốt ngày chửi bới đàn ông là một kẻ nói dối, ngược lại thì họ cũng nói dối không thua gì đâu ha. Nè, em muốn đi đâu thì cứ việc đi đi, anh không có tâm trạng để ngồi nghe ai nói dối nữa đâu. Em cũng đâu có muốn nhận cái tâm trạng thớt thường như vậy như mấy cô nhân tình trẻ của anh đâu. Em là vợ của anh đó, không phải là cái thùng rác. Mà em tới tìm anh cũng chỉ là muốn cho anh xem hình vợ cũ của anh mà thôi. Hình gì hả? Chửi tôi là kẻ ngoại tình, bản thân cô cũng ngoại tình khác gì tôi chứ. Em cũng tự hỏi không biết là anh và vợ của anh ai là người đã đi ngoại tình trước. Biết đâu được có khi là anh lại là một kẻ ngu bấy lâu nay thì sao? Nè, em đừng có đem sự ganh ghét của em ra để nói xấu về Rampon như vậy. Vì điều đó đã đủ làm cho anh xấu hổ lắm rồi đó. Em không ganh ghét ai, nhưng mà điều em nói là vì muốn anh thông minh hơn thôi. Biết đâu là khi anh đang cười chê vợ cũ thì cũng là lúc mà anh đang bị chị ta với nhân tình trẻ cười ngược lại anh đó. Em im miệng nghe đi có được không hả? Không, em không im đó. Anh nghe cho kỹ đây, em cũng chỉ là một người phụ nữ giống như chị Rampon thôi, và cũng là vợ đang chờ chồng. Dù có yêu chồng nhiều tới đâu, nhưng khi người chồng không tốt thì cũng không có người phụ nữ nào chịu đựng nổi. Hơn nữa nếu như gặp được trai trẻ hơn nhiều, biết lấy lòng phụ nữ hơn, quan tâm nhiều hơn nữa. Không phải chỉ đàn ông mới được lựa chọn đâu, mà phụ nữ cũng có quyền được lựa chọn.
Khốn nạn! Ê! Khốn nạn thật mà! Asadom! Asadom à, anh định đi đâu vậy hả? Vợ của anh không muốn anh nữa rồi, anh còn tìm chị ta làm cái gì chứ? Nhanh chóng ly hôn đi Asadom! Anh nghe thấy không Asadom? Asadom! Được đó, cái này hợp với em lắm nha. Đi gội đầu thôi, nhanh lên. Dạ được. Gội đầu cho khách đi, Ben ơi. À, em qua đây nha. Ngồi đi chị. Dạo này doanh nhân họ có trào lưu đọc sách mới hay sao vậy đó em? Là sao chị? Thì em nhìn đi. Là trào lưu đọc sách ngược đó. Nè, chị thấy anh Sadom có vẻ đang căng thẳng. Ảnh có gì đó muốn kể với em hay không vậy? Em làm tóc tiếp đi ha. Dạ. Tụi em làm xong chưa vậy? Anh muốn hủy buổi lễ này. Tim à. Em có thể kết hôn với ai khác cũng được, ngoại trừ anh. Em chào anh sao đúng? Ủa, hôm nay em không ngủ ở nhà bạn nữa hả? Em mới vừa làm bài tập xong, không muốn ngủ vì chật chội quá nên về nhà ngủ sướng hơn. Anh Sadom đang giận em cái gì hả? Không đâu, chuyện gì vậy? Tại lúc nãy em chào anh ấy mà không thấy anh ấy nói gì hết trơn. Hay là anh ấy không thích em ở nhà lúc anh ấy ở với chị? Ôi, không phải vậy đâu. Không phải cái gì nữa chứ, vì nhà này là nhà anh ấy mua cho chị mà. Em lại tới ở chung với chị nữa. Nè, anh Sadom mua nhà này là gì? Gần chỗ em đi học nè, và gần tiệm chị làm nữa. Nếu như anh ấy không muốn em đến đây thì anh ấy mua làm gì chứ? Tại vì bây giờ anh Sadom đang suy nghĩ chuyện gì đó thôi. Có phải là chuyện bàn luận ở trên mạng không? Em thấy trên mạng đăng tin đó. Chị cũng không biết nữa. Từ lúc anh ấy về nhà chỉ ngồi im như vậy thôi à. À đúng rồi, có đồ ăn ở trong tủ lạnh đó. Em thấy đói thì hâm lại ăn nha. Chị không cần phải lo cho em đâu. Chị qua chăm sóc cho anh Sadom đi. Em cũng là phụ nữ, giống như chị Rambol thôi. Cũng là một người phụ nữ đang chờ chồng. Dù có yêu chồng nhiều tới đâu, nhưng mà khi người chồng không tốt thì cũng không có người phụ nữ nào chịu đựng được. Hơn nữa nếu gặp được trai trẻ hơn nhiều, lại còn biết lấy lòng hơn, quan tâm nhiều hơn nữa, không phải chỉ đàn ông mới được lựa chọn đâu, mà phụ nữ cũng có quyền được lựa chọn. Nếu Dượng thật sự tốt, Dượng sẽ biết gia đình này tan dở là do sự sai lầm của Dượng. Nếu Dượng đã không còn yêu dì ấy nữa thì hãy ký đơn ly hôn cho dì Rambol đi, xem như là đền bù cho những gì mà Dượng đã làm tổn thương dì ấy, và để cho dì ấy nằm ngủ và khóc một mình suốt nhiều năm. Anh Sadom à, em xin lỗi anh nhiều. Không phải là em cố ý làm cho anh giật mình đâu, mà em muốn nói với anh là cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh thật may mắn khi vẫn có em luôn ở bên cạnh anh, không giống như một số người không còn ai bên cạnh hết.
Chị Rampon cũng đừng để tâm đến những lời của anh Sadom, cũng như đừng quan tâm đến ánh mắt của đám người đó nữa. Ngoài những lời dạy của mẹ tôi ra, cuộc đời còn dạy tôi biết được rằng lời nói và ánh mắt của những người khác không thể giúp tôi kiếm cơm no được. Ôi, mẹ của em đâu rồi? Ồ, em đợi chị một chút nha. Em có ăn thịt không? Hử? Ồ, từ 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 từ. Để chị xem coi em ăn no chưa nè. Wow, em dễ thương quá à. Ồ, em bị làm sao vậy? Nó bị xe đạp của sinh viên đụng trúng hồi sáng đó. Sao rồi hả? Chó con. Ừ? Ồ. Tội nghiệp em quá à. Ê, nè. Xin lỗi cô nha, tại tôi phải né cho mọi người đi qua. Sao không có ai đem nó đi bác sĩ vậy anh? Cô cũng biết là mấy bạn ở đây cũng đâu có nhiều tiền, thì lấy đâu ra tiền mà đem chú chó con này đi bác sĩ thú y khám bệnh chứ. Anh đừng có gọi em là cô, cứ gọi tên như trước đây là được rồi. Được. Tại vì anh thấy Clea là con nuôi của chị Rampon, cho nên anh nghĩ là Clea muốn người khác gọi là cô Clea. Nè, em để anh giúp cho. Không cần đâu anh, em xách được rồi. Ê, chúng ta về nhà thôi. Nè, em hãy ăn một chút nữa đi. Ăn nhiều nhiều vào thì vết thương mới lành nhanh được chứ. Nè, cho ăn mà không chịu ăn ha. Ở đây cấm nuôi thú cưng đó nha em. Em không có nuôi nó, em chỉ tạm thời để nó ở đây thôi. Như vậy có gọi là biện minh hay là lách luật hay không? Em không có lách luật đâu. Cho dù em có nuôi thì em cũng không làm sai quy định gì hết. Chung cư cấm nuôi thú cưng ở bên trong tòa nhà, còn em nuôi nó ở ngoài mà. Đây chính là điều mà thầy từng nói là luật pháp có kẽ hở. Nè, anh nghĩ nếu như em làm luật sư thì em sẽ là một luật sư giỏi lắm đó. Em không có giỏi như vậy đâu. Em không biết được chuyện em nói đó là kẽ hở của luật pháp hay là luật gì hết đó. Em chỉ nói những gì em suy nghĩ mà thôi. Dù là người hay là chó, không ai lại muốn mình bị chết đói hết. Mọi người đều muốn có được miếng ăn chỗ ở mỗi ngày mà thôi. Em nói đúng. Không ai lại muốn mình bị chết đói cả. Mọi người đều muốn có được miếng ăn chỗ ở mỗi ngày mà thôi. Dù là người hay là chó. Anh cha, em không có ý đó. Clea. Dì ơi, có gì không dì? Hôm nay là ngày dì nhận được tin vui nhất trong đời. Là tin vui gì hả dì? Cửa không khóa, vào đi.
À, Lia, con đến đây làm gì vậy? Hay là việc dựng cái giấy ly hôn với dì của con vẫn chưa giải quyết xong hả? Con tới vì cảm ơn dượng đã ký giấy ly hôn với dì Trambol thôi. Con ngồi đi. Dượng thật sự muốn biết là cậu ta có cái gì mà đến nỗi con vừa ghen tị mà lại vừa lo lắng cho dì của con như là bị mê hoặc. Cho nên con mới xin dượng ký giấy ly hôn với Trambol để cậu ta có thể tự do tiến tới hả? Con không bị mê hoặc hay là gì hết. Con làm như vậy là vì dượng và vì Trambol đó. Cứ tiếp tục ở với nhau nhưng mà không có ai hạnh phúc thì làm như vậy sẽ kết thúc dứt khoát sự đau khổ. Con đã nghĩ sai rồi đó, Lia à. Ngược lại thì đau khổ nó đang bắt đầu đó. Con vẫn tưởng là cậu trai trẻ khỏe đó sẽ chấp nhận từ bỏ tương lai và cả cuộc đời của mình để được sống với phụ nữ lớn tuổi thích kiểm soát cuộc đời người khác như Trambol sao? Cô ta lôi kéo cậu ấy vào cuộc chơi của mình vì đang chơi dơi mà thôi. Còn cậu ấy thì không cần nói cũng biết được cậu ta đến với Trambol vì điều gì. Hai người đó đến với nhau vì lợi ích, không phải tình yêu đâu. Dượng đây đến với dì của con vì tình yêu mà còn bị tan vỡ đến như vậy đó, Lia à. Nhưng dì Trambol dành cha có thể không phải như Dượng nghĩ đâu Dượng à. Nè Lia, đàn ông như cậu A Cha và phụ nữ như Trambol, cả đời Dượng đã gặp rất nhiều rồi. Con có thể không tin Dượng là gì, con rất yêu quý và kính trọng dì Trambol của con. Nhưng con cũng đừng quên một chuyện, đàn ông ai cũng có dục vọng trong người hết. Nếu như không thì đã không có tin tức đàn bà ngoại tình ngày một nhiều hơn tin người tốt việc tốt, có đúng không Lia? Nhưng mà... Thôi được rồi, bỏ qua đi. Kể từ bây giờ trở đi, con chỉ cần chăm sóc dì của con cho thật tốt là được. Và Dượng nhờ con nói lại với cậu ta rằng mặc dù Dượng đã ly hôn rồi nhưng Dượng vẫn không đi đâu hết. Dượng vẫn sẽ ở đây làm kỳ đà cắn mũi, làm con ma giữ của, và sẽ cắn đứt đầu kẻ nào dám đụng vào tài sản mà Dượng đã gây dựng lên. Nhưng mà Dượng ơi, Lia, cậu A Cha có thể là người tốt cũng được, nhưng con cũng đừng quên cậu ta cũng có da có thịt và có trái tim. Một ngày nào đó khi cậu ta gặp được người phụ nữ sang trọng hơn, cảm thông hơn, trẻ hơn và ưng ý cậu ta hơn, con có chắc chắn là cậu ta sẽ không bỏ Trambol mà đi chứ? Không phải đàn ông nào cũng giống nhau hết đâu Dượng. Phải, Dượng thấy rất vui khi con nói được như vậy đó. Những điều Dượng nói với con vừa rồi Dượng không nói quá đâu, nhưng Dượng nhắc con với tư cách xem con là con gái của Dượng. Có thể Dượng không đủ tốt để xứng đáng làm ba con, nhưng mà Dượng luôn luôn muốn điều tốt cho con, Lia. Dượng không thua kém những người cha khác. A Cha không phải là người mang lại hạnh phúc, mà A Cha là người sẽ khiến cho phụ nữ xung quanh phải đấu đá nhau, nhất là với những phụ nữ càng lớn tuổi. Con phải cẩn thận đó. Clear. Gì? Con đi đâu về vậy? Tại bóng đèn bị hư nên là con đi mua bóng đèn mới về. Vậy con nhanh đi cất đi rồi về nhà sớm tắm rửa thay đồ đi con. Về thay đồ? Đi đâu vậy hả gì? Địa vị giống như chị Trambol mà lại mời anh đi ăn cơm sao? Tôi đoán chắc là phải vào nhà hàng nào đó sang trọng và đắt tiền rồi. Nè, anh lựa bộ nào mặc vào nhìn được một chút đi. Tôi nghĩ tôi sẽ không đi đâu. Ủa? Sao lại không đi chứ? Mới mời cơm thôi mà anh đã nói tôi với chị Trambol thấy đủ tệ rồi. Sao anh nói là không quan tâm tới lời người khác nói hả? Trong khi chính chị Trambol mời anh đi ăn cơm mà, chứ có phải là anh xin xỏ hay cái gì đâu. Nhưng mà tôi... Vậy là không phải anh quan tâm tới người khác mà là quan tâm tới Clear, có đúng không?
tôi lấy đồ rồi đi tắm trước đi. Sao tự nhiên nhắc tới cô ấy thì anh lại ngại vậy? Trong khi Lê cũng là con nuôi thôi mà, đâu phải là con gái của quý tộc hay là nhà giàu gì đâu. Nè, tôi nói thật luôn nha, nếu chị Rambon không tốt bụng nhận Lê về nuôi á, thì bây giờ Lê cũng chỉ là trẻ mồ côi thôi, địa vị xã hội có thể còn thấp hơn anh bây giờ nữa đó, anh biết nè, không? Anh đừng có nói về Lê như vậy chứ. Tôi cũng không muốn nói tới loại người như cô ấy đâu, nhưng mà tôi cũng không muốn anh phí cơ hội vì một người phụ nữ, trong khi họ có thể là sẽ không bao giờ để ý gì tới anh đâu. Anh không biết rõ về Clea thì đừng có nói như vậy. Vậy còn anh, anh biết rõ về cô ấy tới đâu hả? Đã gặp nhau mấy lần rồi, nói chuyện những gì rồi? Có nhìn thấy những lúc cô ấy ở với chồng cũ của chị Rambon không? Nè, anh muốn nghĩ gì là chuyện của anh, nhưng mà tôi tin chắc Clea không giống như những gì mà anh đã nói đâu. Phải, bởi vì anh luôn nhìn đời màu hồng đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi. Tất cả chúng ta khi sinh ra, cho dù có tốt tới cỡ nào thì cuối cùng chúng ta vẫn luôn nghĩ cho bản thân mình trước thôi mà. Cô thấy tôi mặc bộ này có già quá không? Ui, không phải chỉ có bộ này đâu, cô Rambon mặc bộ nào cũng không có thấy già hết. Cô nịnh tôi quá rồi đó. Chen đâu có nịnh gì đâu, Chen nói thiệt đó. Cô Rambon thử nhìn cô Mara sĩ đi, cô ta ít tuổi hơn cô Rambon mấy năm mà cái mặt già như cả chục tuổi vậy đó. Vậy là tôi mặc bộ này nhìn đẹp có đúng không? Không chỉ là đẹp thôi đâu cô, theo từ ngữ bọn trẻ bây giờ gọi là đẹp ngất ngây. Ôi, ôi, cô Clea, hôm nay cô Clea đẹp ngất ngây. Đừng có tin nha Clea, lúc nãy mới khen gì y như vậy. Chị có nói dối đâu, chị nói thiệt mà. Hôm nay cô Clea với cô Rambon đẹp ngất ngây thiệt sự luôn đó. Sao chị thấy bộ váy này không đẹp gì hết, Lia? Cổ áo thì sâu, váy thì ngắn. Con đừng quên hôm nay dì mời cậu A Cha với sổ Bôn đi ăn đó. Con nên ăn mặc kín đáo hơn một chút đi. Vậy hả? Chị đâu có thấy cổ áo sâu với lại váy ngắn gì đâu. Nhìn kỹ lại thì cổ áo có hơi sâu, váy có hơi ngắn một chút. Con đi thay bộ khác đi. Mặc bộ màu đen cổ ngắn tay ngắn mà hôm trước dì mua cho con đó. Nhưng mà cái bộ đó cô Rambon dặn cô Clea chỉ mặc vào mùa lạnh thôi mà. Bây giờ những điều tôi nói cũng phải xin ý kiến của cô đúng không? Chen xin lỗi. Cô xong việc ở đây rồi, ra ngoài đi. Dạ. Con nhanh đi thay đồ khác rồi ra chỗ đậu xe ngoài sân. Dạ. Con có trang điểm chưa? Dạ chưa. Được rồi, dù sao cũng chưa đến giờ mà, con không cần phải vội, con hiểu không? Dạ con hiểu.